Nhà thờ Mằng Lăng, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên, nằm trong khuôn viên rộng 5.000 m² giữa vùng núi rừng. Nhà thờ được xây dựng từ năm 1892, nhưng phải 15 năm sau mới khánh thành. Cách đây hơn 100 năm, khu vực An Thạch mọc rất nhiều cây mằng lăng, nên nhà thờ vào thời điểm ấy đã được đặt tên theo loại cây quý này. Hiện dấu vết khu rừng mằng lăng ấy không còn. Nhà thờ xây theo kiến trúc Gothic với nhiều hoa văn trang trí. Hai bên nhà thờ có hai lầu chuông, chính giữa và thập tự giá. Toàn bộ nhà thờ sơn màu xanh xám, đã trải qua hơn 100 năm tồn tại. Năm 2008, các chức sắc nhà thờ cho xây dựng một hang đá để làm nơi lưu trữ, trưng bày những hình ảnh, dấu tích về quá trình phát triển của nhà thờ. Đặc biệt trong hang đá còn lưu trữ cuốn sách Phép giảng 8 ngày của linh mục Alexandre de Rhodes được in tại Roma năm 1651. Đây là cuốn sách chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam. Linh mục Alexandre de Rhodes là một nhà truyền giáo và ngôn ngữ học người Pháp. Trong quãng thời gian dài sống ở Việt Nam, ông đã góp phần quan trọng vào việc hình thành chữ quốc ngữ. Cuốn sách giáo lý được in song ngữ bằng tiếng Latin bên trái và chữ quốc ngữ sơ khai bên phải. Đây là một tác phẩm văn xuôi, phản ánh văn ngữ và ghi chép lại cách phát âm của tiếng Việt vào thế kỷ 17. Đến nay, cuốn sách vẫn được bảo quản cẩn thận tại khu vực hang đá của nhà thờ. Bao quanh nhà thờ là những lối vào hình mái vòm, trông như những búp măng. Bên trong giáo đường rộng lớn, xây dựng theo kiến trúc Gothic, quanh giáo đường được sơn tông màu trắng, chủ đạo với những họa tiết chạm trổ tinh xảo trên những cánh cửa, mái vòm, trần nhà. So với các công trình nhà thờ nổi tiếng ở Việt Nam như nhà thờ Đức Bà, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Nhai, Nam Định, quy mô của nhà thờ Mằng Lăng nhỏ hơn và nội thất giản tiện hơn. Dù vậy, nhà thờ trăm tuổi này thật sự là một địa chỉ khó bỏ qua với lữ khách khi dừng chân tại Phú Yên. Nó đã thu hút không những là người công giáo và khách du lịch, dần dần người ta tới, người ta cũng thấy có những cái nét độc đáo về kiến trúc của ngôi thánh đường này. Nó có một cái mô hình tương đối giống như là nhà thờ Đức Bà Paris, được thu nhỏ lại, và một cái nét khá giống với nhà thờ lớn Hà Nội.